Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc lọc sáp hàng do Nhật đặt Hàn Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật. Dòng này thì nó chạy hai cầu điện. Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu nhanh cho quý vị và các bạn một chiếc lọc bãi của hãng sáp do Nhật đặt Hàn Quốc sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật. Và cái dòng này là do Hàn Quốc sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhật. Nó chạy đa cầu điện 100 và 220. Cái dòng lọc này thì cái mặt của nó là mặt bóng gương, cho nên là nó rất khó quay. Vì khi mình quay là nó phản chiếu cái hình của mình vào, thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là nó không được điên đồng đều. Đây, ví dụ tôi quay xuống cho quý vị và các bạn nhìn, thì các cái bóng ở bên ngoài nó sẽ phản chiếu vào, nó sẽ điên không đồng đều. Còn bên ngoài của nó là mặt bóng gương, rất là đẹp. Chiếc lọc này đẹp xuất sắc. Cái dòng lọc này thì do Nhật đặt Hàn Quốc sản xuất theo cái đơn đặt hàng của Nhật xuất về Nhật, cho nên là nó chạy đa cầu điện 100 và 220. Như chúng ta dùng tại Việt Nam thì chúng ta gạt về nấc điện 220 để không phải qua đổi nguồn lọc sáp. Cái dòng này thì nó có hai cổng tín hiệu đầu vào, một là cổng line, hai là cổng tape. Như chúng ta hay nhìn các cái lọc ở trên bộ dàn ấy, nó có line, tape, tuner, pono. Cái này thì nó có hai cổng line và cổng tape. Cái chất âm của dòng này thì nó theo tiêu chuẩn của Nhật, thì đương nhiên là cái chất âm của nó sẽ đạt tiêu chuẩn của Nhật. Và cái lọc này đẹp xuất sắc, hơn 90%. Sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá là 2 triệu 400 nghìn đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn và bao zin tuyệt đối. Hàng còn rất là đẹp. Tôi quay qua cho quý vị và các bạn nhìn cái vỏ của nó còn rất là đẹp. Mặt của nó là mặt bóng gương, màu đen, nháy hai dàn đèn. Và đèn của nó thì nó có mấy cái chế độ nháy như sau. Một là nháy từ trên xuống, hai là nháy từ dưới lên. Đây là đang nháy từ trên xuống và nháy từ dưới lên, và nháy mưa rơi. Đó, nó có mấy cái chế độ nháy như vậy. Tôi quay xa cho quý vị và các bạn nhìn. Quay xa thì nó không phản chiếu vào, thì quý vị và các bạn nhìn cái mặt của nó đồng màu bóng gương rất là đẹp. Với giá 2 triệu 4, hàng bao zin bao đẹp cho quý vị và các bạn. Tất cả các cái nút còn rất là sáng. Đây quý vị và các bạn nhìn các cái nút của nó còn rất là sáng, không bị mờ chữ. Màn hình không bị xước sát. Đây là cái bụi nó bám vào. Cái này thì chúng ta ghép vào âm ly Jaguar của Hàn Quốc thì nó cũng gần vừa. Cái size của nó là size 40. Còn âm ly Jaguar của Hàn Quốc thì size của nó là size 42. Các cái dòng âm ly nghe nhạc cái size của nó từ 42 đến 44. Và chiếc lọc này là size 40. Khi chúng ta đặt vào các cái âm ly thì nó sẽ hụt vào mỗi một bên là tầm 1 phân. Kích thước chiều rộng của nó là 40. Kích thước chiều sâu của nó rơi vào tầm khoảng 35. 35 hoặc 30 gì đấy. Nhưng mà kích thước size của nó 40 là cái chiều rộng của nó. Chất âm của nó rất là hay. Và đặc biệt là nó có hai cái dàn nháy thì chúng ta nhìn nó cũng khá là vui mắt. Với cái giá là 2 triệu 4, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn, bao riêng 100%. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp, cửa hàng của tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn lắp vào các cái dòng vang và đẩy công suất thì bên cửa hàng của tôi có cái dòng lọc của Hàn Quốc, dòng lọc Kai 315. Cái lô này nó gần như mới 100%, rất là mới. Nó cũng có giá là hơn 2 triệu đồng. Thì chúng ta lắp vào vang thì cái size của nó sẽ vừa với con vang và vừa với con đẩy công suất. Còn nếu như chúng ta chơi âm ly thì chúng ta dùng cái lọc này, chúng ta ghép lên âm ly thì nó sẽ đẹp hơn. Một lần nữa Viết Sơn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.